Bạch Lam là một trong những nhà văn nổi tiếng của nền văn học Việt Nam giai đoạn 1930-1945. Trong mỗi tác phẩm của ông đều mang một phong cách đặc biệt, sự sáng tạo nghệ thuật độc đáo. Trong chương trình Thư viện Sách Nói hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung chương 8 trong tập truyện Hà Nội Ban Đêm qua giọng đọc Bình Tâm. Lại một vị khác hẳn, ấy là hai thứ bún sườn và canh bún. Bún sườn thì hiền lành thôi, về sắc dạo chẳng có gì. Cứ quý hồ nước cho ngọt, bún cho dẻo là được rồi. Người ta ăn bún sườn cũng như đọc những tiểu thuyết ngon ngọt, thích thôi chứ không dám mê. Không có người ghét, nhưng cũng không có người tha thiết quá. Cái gì cũng ở nửa chừng. Canh bún thì đã cao hơn một bậc, vì có rau cần, sánh và gắt, và nhất là có cá rô son, lặng từng miếng một, cũng có nơi nấu với cải, nhưng không ngon bằng. Thịt rô ấy đem lại cho thức ăn một vị đậm ngọt khác thường, không hiền lành, bởi vì chỉ ngon trong mật độ nào đó, khiến người ăn có cảm tưởng đi gần một vị ghê lợm ở đầu này và ở đầu kia. Và bởi thế, càng khiến cho thức quà thêm ngon hơn, có cái ngon của sự chênh vênh và lo sợ. Thực vậy, canh bún để nguội thì tanh, mà đun nóng già quá thì nồng dưỡng. Ấy chỉ lúc nóng vừa đổ miệng, ăn phải suýt xoa, và người ta cho hồ tiêu vào để thêm cái cay nóng của mực thước. Bánh tây chả là một thức quà rất thường và cũng chẳng lấy gì làm ngon lắm. Ấy thế mà có một người đã khiến cho nó thành một thức quà rất chạy, nhờ vì nó mà bà ta, người ấy là một vị đàn bà trở nên giàu có, tậu nhà gạch để ở và cho thuê. Cứ quãng từ 9-10 giờ, có khi khuya hơn nữa, trong lúc càng sòng bạc, các người đánh đã thua cay. Lúc trong các tiệm hút, các diễn tàu đã có khi nóng sái, là giờ bà hàng ấy đội thúng đi giao. Những khách ăn quen đã có ý chờ đợi, họ đói, nghe cái tiếng giao kỳ lạ của bà, một tiếng giao đặc biệt. Nếu không là người tò mò chưa khuya thì không ai hiểu. Cầu rào nguyên là chàng tiếng tàu, bà nói với một cái giọng riêng. Lầu sườn, lầu hạ, dầu sực mìn báo mẫu. Bánh tây của bà cũng chỉ là bánh tây hạng thường, hồi rẻ chỉ có 12 xu một chục, nhưng bà mới lấy ở lò ra và ủ khéo, khiến bao giờ cũng nóng. Chỉ có hai thứ, chả lợn và chả bò, thứ sau này điểm thêm cái vị thiên là. Bà cũng bỏ lò cho mỡ chảy và cũng giữ nóng như bánh tây. Cái nóng nọ cặp lấy cái nóng kia, rắc thêm chút muối tiêu để sẵn trong một cái lọ, thành một thứ quà vừa rẻ vừa chắc bụng vừa ngon. Ba cái lợi mà những người nghiện biết thưởng thức lắm. Bà hàng đã trở nên giàu, nhưng mỗi buổi tối ăn vận vẫn sành sảng như cũ. Bà vẫn đổ cái thúng quà đi bán và vẫn cất tiếng giao lạ lùng kia. Đêm khuya nữa, ở các con đường vắng, một bóng người lủi thủi đi, một chấm lửa nhỏ lung lay theo từng bước, chậm chạp và thong thả. Bác hàng quà đi nhẹ như chân ma, thỉnh thoảng cất lên một tiếng giao khe khẽ, ngắn và chóng chìm vào quãng tối, dày dò, dày dò. Tiếng ra buồn thảm, yếu ớt và uể oải như hàm một mối thất vọng không cùng. Cái đời tối tăm ấy, ở những các đường phố xa, hẻo lánh, như không còn mong mỏi chút gì, cả cái thức quà của bác ta cũng vậy. Mấy khoanh giò nguội, mấy chiếc bánh giò chua, ăn lạnh như xương trên mồ người chết. Cho nên, bác cứ đi như thế, lần lút ở các ngõ tối đêm khuya, chả mong bán được mà cũng chả mong ế. Lặng lẽ và chán nản như một linh hồn có tội. Tôi đã từng nói đến thứ quà bánh cuốn Thanh Trì là thứ quà Hà Nội, nhưng đây là thứ bánh cuốn không nhân, tuy cũng gọi là bánh cuốn mà không cuốn gì hết. Hà Nội còn thứ bánh cuốn khác nữa, mấy lần bánh mỏng bọc lấy nhiều vị làm nhân mà gần đây người hàng phố hoan nghênh đặc biệt. Của đáng tội, bánh cuốn của bà cụ cứ kể về giá trị riêng thì cũng không lấy gì làm ngon lắm.
nhưng người ta ăn thấy ngon vì phải tìm tòi đến mà ăn, phải chờ đợi từng chiếc một. Sau đó khi xóm cô Đầu dọn đi chỗ khác thì bà cụ cùng hai đứa cháu cũng không bán hàng nữa. Có lẽ không biết bán cho ai. Và cái món bánh cuốn cũng hình như không được ưa chuộng nữa. Không kể mấy anh hàng bánh cuốn lập dị và có vẻ đôi chút thượng lưu. Đáng lẽ đội thúng thì họ gánh một gánh như gánh phở, một bên đựng thùng bánh cuốn lúc nào cũng bốc hơi. Rồi họ đặt ra một thứ tiếng giao kỳ lạ, lốc bểu. Nghĩa là gì? Tôi chịu. Nhưng cái đó không cần lắm, điều cần là thức hàng của họ ăn ngon. Bánh cuốn muốn ngon thì phải nhà làm lấy. Cột bánh để bọc thì dùng bánh cuốn Thanh Trì là thứ mà bột dẻo và thơm hơn hết. Như vậy đã đỡ được công xay bột và tráng bánh mà vị tất làm đã ngon bằng. Còn nhân thì một ít thịt vai nửa nạc nửa mỡ thật tốt, mấy cái nấm hương, vài lá mộc nhĩ và một ít tôm tươi hồ Tây, bóc vỏ và thái miếng. Tôm là cái nhân cốt cần cho nhiều thứ bánh, bánh cuốn, bún cuốn, chả rán, thang. Cho nên một thứ bánh bột cũng ngon là thứ bánh ít nhân tôm. Sáng sớm thường có một vài bà hàng đội cái túng trên đầu đi bán. Hết mặn lại đến ngọt. Có lẽ một độc giả nào đó không thích cái mục Hà Nội phố phường sẽ nói thế khi bắt đầu tôi kể chuyện. Nhưng mà tôi cũng chỉ nói sơ qua thôi. Đêm đêm, các phố vẫn vang động tiếng giao của người bán hàng lục tẩu xá và người bán chè sen. Quà trên là một thứ chè đậu xanh, ngọt đậm từ thứ nấu cả vỏ đến thứ bỏ vỏ, từ thứ đặc sệt như bột của phần nhiều người bán Việt Nam. Hút thuốc hay táo cổ thì có khó gì, đã có thứ mía ngọt nhưng mà hâm nóng, luộc trong một thứ nước riêng, có những vị gì tôi không biết. Vì mấy lần hỏi, chú bán hàng cứ giữ bí mật của nhà nghề. Khẩu mía và chén nước ấy, người ta giao 4 tiếng lạ lùng. Mạo cán chè sủi. Nếu ông lại muốn vừa đỡ khát, vừa bổ âm, bổ tỳ hay bổ vị nữa, thì gọi mua một chén nước nóng, bát bảo lương xà. Bát bảo là 8 cái của quý, 8 vị thảo mộc trong thuốc bắc. Chú khách bán hàng đã cẩn thận phơi bã ở trên diệm mép cái bình để tỏ ý món hàng chân thật, cái thứ nước ngọt ngọt lờ lờ ấy đã suýt làm tôi buồn nôn. Nhưng nhiều người uống ngon lành lắm, hứng từng giọt cho đến cạn. Giờ nếu ông muốn được tiêu và nhuận tràng thì lại xin ăn một bát chèo khoai. Khoai là khoai thường, cách nấu cũng rất thường, nhưng người ta gọi bằng 3 tiếng, nghe có vẻ rất tàu, phán xì thòng. Tất cả những tiếng giao tẩu ấy, đêm khuya vang vẳng trong những ngõ tối quanh co, hòa với tiếng reo của nhĩ tẩu, với khói thơm của phù dung, đã tạo nên một không khí riêng cho Hà Nội. Có lẽ không đâu có. Quý vị và các bạn vừa nghe nội dung chương 8 trong tập truyện Hà Nội ban đêm qua giọng đọc Bình Tâm. Quý vị và các bạn yêu thích truyện xin truy cập vào kênh YouTube Thư viện Sách Nói thành phố Bắc Giang. Thân ái tạm biệt quý vị và các bạn.